Có rất nhiều bạn đang dùng điện thoại mà các bạn vì lý do công việc này, công việc kia mà các bạn quan tâm đến cái thời tiết của các bạn, hoặc là các bạn đơn giản chỉ theo thói quen, các bạn muốn theo dõi xem thời tiết của ngày hôm nay thế nào, nắng hay mưa, nhiệt độ bao nhiêu ở khu vực các bạn, mà các bạn bất muốn xem thì các bạn phải vào cái ứng dụng thời tiết, hoặc là đơn giản các bạn lên những cái trang các bạn trang thời tiết các bạn theo dõi. Điều đó rất là bất tiện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài thời tiết ở trên màn hình chính của các bạn để các bạn có thể theo dõi vị trí của các bạn hiện tại thời tiết là bao nhiêu, nhiệt độ là bao nhiêu một cách chính xác. Đây như các bạn đang nhìn này, thì ở cái phần màn hình của mình đây nó có cái phần là có mây vài nơi này và nhiệt độ là 21 độ C nhé, có biểu tượng là nắng nhé. Và ở ngoài màn hình này các bạn cũng có thể nhìn xuống, nhìn được cái phần thời tiết đó, thời tiết của ngày hôm nay từ các khung giờ nhé, đó, và có biểu tượng nhiệt độ nhé. Thì trước tiên để thêm được cái phần tiện ích thời tiết vào màn hình trên màn hình khóa thì các bạn hãy làm cho mình như sau nhé. Tại cái phần màn hình khóa này các bạn nhấn giữ cho mình, đó, các bạn nhấn giữ vào. Sau khi các bạn nhấn giữ thì nó sẽ hiển thị cho các bạn đến cái phần là trung tâm tùy chỉnh nhá. Các bạn chọn là mục tùy chỉnh ở phía dưới này. Các bạn chọn là phần tùy chỉnh này. Ok. Và các bạn chọn là màn hình khóa. Trong cái mục này có cái mục là thêm tiện ích ở đây, các bạn click vào. Đó, các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái phần là thời tiết nhá. Đó, các bạn chọn vào mục thời tiết cho mình. Tại đây thì có các cái phần để xem nhá, có các cái biểu tượng, ví dụ như là cái đầu tiên là nó hơi khó nhìn một chút đây này. Đó, nó sẽ là 22 này. Đấy, này, hơi khó hiểu. Thì các bạn có thể xem cái này thì nó chú thích rõ hơn. Đây. Nhiệt độ là 22 độ nhá, tọa độ là 18 31 độ Tây là gì đấy. Đó, nói chung là vậy. Thì đây các bạn có thể chọn cái biểu tượng này hoặc là cái biểu tượng này. Đấy. Rồi, nhìn chung là mình sẽ chọn cái biểu tượng này đi cho nó dễ, các bạn click vào. Sau khi các bạn click vào thì nó sẽ hiển thị ngay trên cái thanh ô vuông vuông này này. Đấy. Các bạn click vào khoảng trống nhá. Đấy. Khi đó thì các bạn sẽ chọn cho mình là xong. Đấy, các bạn chọn lại. Rồi, thì đây chính là cái biểu tượng thời tiết ở trên cái phần màn hình khóa của các bạn. Khi các bạn mở khóa ra thì để thêm những cái biểu tượng chi tiết hơn ở trong cái mục thời tiết thì các bạn nhấn giữ cho mình một khoảng trống bất kỳ nhá. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ nhìn trên góc tay trái, các bạn chọn dấu cộng cho mình và các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái mục, các bạn cũng tìm đến cái mục là thời tiết nhá. Đây, các bạn chọn vào. Đấy, thì tại đây nó sẽ có các cái biểu đồ, mình xin lỗi, các cái kiểu để các bạn xem nhé. Các bạn sẽ chọn vào tùy theo các bạn. Nếu mà các bạn muốn xem thời tiết từng khung giờ của ngày hôm nay, đây, ví dụ như này, hoặc là thứ ngày tháng, hoặc là 3 ngày sau, 4 ngày sau. Đấy, thì nếu mà các bạn chọn đơn giản thì các bạn có thể chọn cái biểu tượng này. Đấy, các bạn chọn là thêm tiện ích vào. Rồi, các bạn chọn xong này. Đấy, thì ngay lập tức cái phần thông tin thời tiết nhiệt độ của vị trí của các bạn ấy nó sẽ hiển thị ở đây vào các khung giờ, các bạn có thể chọn vào. Đấy, các bạn có thể chọn vào nhá. Nhưng mình lưu ý này, để mà cập nhật luôn chính xác cái thời tiết hiện tại ở khu vực các bạn ấy thì các bạn hãy làm cho mình như sau nhé. Các bạn vào cho mình mục cài đặt chung này. Đấy, các bạn chọn vào cài đặt nhé. Sau đó thì các bạn tìm đến cái mục là quyền riêng tư và bảo mật nhé, các bạn chọn vào. Rồi, tại cái phần dịch vụ định vị này các bạn chọn cho mình là bật lên nhé. Đó, những bạn nào đang tắt như thế này ấy, tắt, ví dụ mình tắt này nhá, thì các bạn phải bật lên nhé để cái thời tiết lúc nào nó được cập nhật ở vị trí của các bạn. Rồi, trong cái mục này ấy, thì các bạn tìm đến cho mình xuống tiếp tục này, đến cái phần thời tiết cho mình nhé. Đây, thời tiết đây này. Đó, thì nếu mà trường hợp bạn nào mà chọn không phải là luôn luôn một trong những cái, ví dụ như là không này, hoặc là khi dùng ứng dụng này. Đấy, thì các bạn chọn cho mình là luôn luôn nhé, ở cái dấu tích này này. Đó, các bạn chọn vào cái phần là luôn luôn. Và ở vị trí chính xác, các bạn nếu đang tắt ý, thì các bạn phải bật lên cho mình. Rồi, làm sao phải bật như thế này? Bởi vì khi mà các bạn bật những cái phần này lên ý, thì những cái thời tiết của các bạn nó được cập nhật liên tục ở vị trí của bạn nhé, thay đổi theo từng giờ. Đó, thì để các bạn có thể nắm được cái thời tiết để các bạn có thể chủ động cho công việc nhé. Rồi, sau đó thì các bạn dùng bình thường thôi. Và các bạn chọn vào đây để các bạn xem chi tiết hơn. Và tại các khung giờ nhé, 10, 11, 12 thì nó cái biểu tượng nhiệt độ. Và ngày hôm nay này, nó sẽ cập nhật thời tiết cho các bạn vào một số những ngày tới nữa. Rồi, để thêm những cái khu vực khác ấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu ba gạch dưới này này, chọn vào.
Đấy, các bạn sẽ chọn cho mình, ví dụ như mình sẽ chọn là Hà Nội thêm này. Đấy, Hà Nội này. Rồi, các bạn sẽ chọn là thêm ở góc này nhá. Góc trên góc phải này, thêm này. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình vào đây. Đấy, thì các bạn có thể xem được hai kiểu thời tiết Hà Nội và vị trí hiện tại. Đấy, các bạn gạt sang. Ngoài ra thì các bạn thêm các khu vực khác thì cũng tương tự thôi. Các bạn chọn vào và các bạn chọn ví dụ như mình chọn là Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đấy, ok. Các bạn đợi load và cũng chọn thêm vào thôi. Rồi, xong. Đấy, thì các bạn có thể chọn xem được thời tiết của những cái thành phố hoặc là những cái tỉnh mà các bạn mong muốn nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi. Hy vọng cách này các bạn có thể xem và cập nhật thời tiết một cách chính xác nhất ở trên điện thoại iPhone. Đó là các bạn cách để các bạn theo dõi được cái thời tiết hiện tại nơi các bạn đang sinh sống, hoặc là các bạn có thể theo dõi thời tiết mưa nắng nhiệt độ của các cái vùng khác tương tự. Và nếu các bạn thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like, và có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào các bạn bình luận dưới phần video giúp mình nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình.